Hi. Xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Mua Đồ Dò. Bình viên Tào Lao chào với đạo Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lô Tà Ly. Đây là sân chuồng bò đường An Hội với Lê Đức Thọ, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là kèo đầu dò 33. Anh em chuồng bò gặp anh em chó đốc Hảo Hảo Nhi và Bét Bo bên kia. Còn bên đây là chuối Tưng Đen và Cà Ràng. Trời ơi trời, nó bậy quá thì ở chùa chú ơi. Tám hai. Không hiểu điều gì đang xảy ra với bên ba Hảo Hảo ông Hoàng Châu Đốc và Nhí Châu Đốc cùng Bad Boy. Tỷ số tại giờ là 8-2 đang nghiêng về cho chú Bình Dương. Lại là bóng ngoài. 9-2. Mười hai. Không hiểu điều gì đang xảy ra. Thật sự không hiểu điều gì đang xảy ra thật sự các bạn à. Ông Hảo Hảo là ông Hoàng Châu Đốc và Nhí hợp tác cùng Bad Boy. 12. Lại là một pha phòng thủ không được tốt của chuối Bình Dương. Ba mười. Vẫn còn một pha phòng thủ cái đầu hay của Tướng Đen. Đẳng cấp pha bóng gì rồi. 11-3. Bốn mười một. Kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây là hết. Xin chúc mừng Tưng Đen, chuối và Cà Ràng vào bờ quá an toàn. 12-4, cách biệt quá xa các bạn, không hiểu điều gì đang xảy ra.